Hello mọi người, hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người về một cái dòng sản phẩm mà Như tin chắc rằng có rất là nhiều bạn nữ rất là thích sản phẩm này luôn. Và điều đặc biệt nha là sản phẩm này cũng có thể sử dụng được cho cả nam và lẫn nữ luôn đó. Và sản phẩm Như muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là dung dịch rửa vệ sinh Evermoss này đây. Với thiết kế nhìn rất là dễ thương với cái hộp màu tím như vậy, thì bây giờ Như sẽ mở cái hộp này ra cho mọi người xem bên trong cái chai bên trong nha. Ta với cái thiết kế cái chai nhìn rất là sang chảnh như vậy luôn nè mọi người. Và có cái dung dịch bên trong này nó có màu vàng đây. Thì đối với những cái chị em nào đang trong thời kỳ hậu sản kinh nguyệt thì em Evermoss này nó có thể giúp cho da của chúng ta kháng sạch, khử mùi hôi nè, kháng khuẩn, và bên cạnh đó thông dụng nó còn giúp cho da của chúng ta không bị run sẩy, và nó sẽ tạo cho cảm giác cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái nè và tự tin hơn rất là nhiều luôn đó mọi người. Và cách sử dụng rất là đơn giản luôn, chúng ta chỉ cần làm ướt tay nè rồi sau đó nhỏ từ 2 tới 3 giọt rồi rửa nhẹ nhàng với một chút nước tại vùng vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ tạo bọt nha. Cái mùi của em này rất là dễ chịu luôn đó mọi người. Một ngày thì chúng ta sẽ dùng từ 2 cho tới 3 lần. Đã là phụ nữ thì không nên bỏ qua sản phẩm này nha mọi người. Bên cạnh đó sẽ góp phần cho cuộc sống của chúng ta thêm tự tin và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của Nhi nha.